Đi hồi cơm đầy bát mắt sớt qua thao đang cho Phật tử bưng vô. Mình con bày chúa rồi nhận tục tờ lại nó phần trọng ơi dây dây tà ta rồi dây dây tà ta chả ơn. Cái này xong mà rồi tên đi mong lăng lớn chân nha. Chào quý cô chú anh chị, thì hôm nay tiếp tục bữa lễ mừng thọ cho hòa thượng Chào Cắt ở chùa Mỹ Án quý vị. Thì hôm nay là ngày thứ ba, hôm nay là 350 vị sư khất thực quý vị. Thì hôm nay Phật tử tới rất đông và mua nước thôi, nước ngọt và bánh gì cơm để khất thực cho các vị sư. Các Phật tử cũng có mà có người ta khất thực cho tiền cho các vị sư nữa. Cái này là văn hóa của người Khmer rất quý trọng Phật giáo quý vị. Họ thích làm phước lắm. Hạng nhất là họ thích làm phước cho các vị sư tu trong chùa. Cho nên khi chùa có lễ gì là những Phật tử người Khmer đã đi rất đông. Rất là đông luôn quý vị. Trước mặt quý vị là sala chùa Mỹ Á ở gần chợ Chi Lăng. Gần chợ Chi Lăng tỉnh Biên An Giang quý vị. Còn phía bên đây là chánh điện. Bây giờ này các vị sư đang dùng bữa sáng đó quý vị. Lên cháo. Phật tử mua đồ đặng cúng dường cho các vị sư khi đi khất thực cái gì. Có người cúng tiền, cúng bánh, nói chung là đủ thứ đồ luôn quý vị. Cúng dường đủ thứ luôn. Quá đông Phật tử. Đây là mấy ông bà cha ngồi ở đây đang nhận cái những cái phần đồ của Phật tử đó cúng dường đó quý vị. Mấy ông bà cha đang ngồi nhận. À,
đây thì đồ người ta soạn sẵn để chút xíu khất thực nè quý vị. Các vị sư đi khất thực cái những cái món đồ ăn đó rồi để vô có bát cho các vị sư. Hôm nay tới 350 vị sư. Rồi các chùa lại đây chúc mừng mừng thọ cho quý hòa thượng chủ nhà. Đây là bức tượng quỷ hòa thượng chùa Mỹ Á quý vị. Năm rồi các vị sư qua Campuchia đặt bức tượng. Bức tượng của vị hòa thượng chùa Mỹ Á đó, ngài ngồi đó kìa. Ngài ngồi đang dùng sáng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tập sao chẳng chỉ sợ bằng phó lắm chỉ mang đây rưỡi anh ca phân quán lý mình bà trái ta dây tâm ta nông nấu càng chai nên chạy bà trái tòa sáng đua mười cận đông sao thế thật ra chỉ cũng bắt bạch là sống chẳng chạy ta lào ca từ bài chẳng mong tay như đại ngay nên ta thực hiện chạy ta còn dê thì sẽ không tạo một thật thì bằng chai trong phần án lần này giờ này Phật tử chuẩn bị hai bên là quý vị để khắc thực cho các quý sư chúng nhóm cá na sau mà ra tận đây để mon bờ sông cầu bờ ông đã bay cho màu cung đầu nông rong mà hà sa sau đó bờ sông tru u tây sa cha tru thơ mi cha mon cung đầu khang lớn hay bờ sông phú quốc sa mình đấy ha cung đầu khang cao đó rụp cung đầu khang lớn tận ông từ cung mình cầu tì mỗi vị sư cái bác thì cung rễ cụ bươn chùa điệp trọng á, chùa điệp trọng là sống á. Cụp, sthana nô krom, mong chụp chung nông nông tí ní, bàn thuật cách tật tuôn, bạch bạch ca, bạch prức, mong bạch buôn. Hay bật tọp một tiết cư miên ca tật tuôn, bạch đẹp xâm thả rạ, miên bạch xong cụp cụp bọng. Đại chúa ca nghe nó không tin ní miền ổn tê sẽ cha, bè thò mì cha, bè ổn tê sẽ cha, bè hộ sốt chúa khăn nạc này, bật nạc bật nạng riêng trong không cảm ơn bình thị bọn ní khởi thập bật bật tàu bàn giang rồ lùn hay rồ hốt đol bê vệ lia rồ xiên chúng sung kinh nghiệm đòi cả na trong bà ông đại công nông trong rộng hà sa này để sông để con tàu tạm chua để con tàu tạm chua để trong tại bờ chua miền sơn đập nóc cả đôi chia miền sơn đập thon là o không biết cái cam mà biết thì bận không thể đấy cả na sung kinh nghiệm gì tới 350 vị sư hôm nay lễ phát thật quý vị tại chùa Mỹ Á. Thank you.
Đi khắc thực này là cơm không quý vị, cơm rồi tiền rồi mì, ai muốn cúng dường cái gì thì cúng, cúng chi sư dùng đấy. Thì theo Phật giáo Nguyên Thủy ngày xưa Đức Phật Thích Ca cũng vậy, đi khất thực thì Phật tử cúng chi dùng nấy quý vị, không có phân biệt mặn chay. Sư cầm thêm cái bọc để nhận mì, bánh, tiền, đồ ăn. Này đi chắc hết rồi, vài tiếng đồng hồ mới hết, mới xong hết các vị sư. 350 vị sư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Còn rất dài luôn quý vị, còn rất nhiều luôn. Thank you.
tới 350 vị sư rất rất đông. Các vị sư đi khất thực là chỉ cúi đầu đi hoài chứ không có nói chuyện với gì. Ông nào hôm nay ướt đẫm mồ hôi chân đi ngoài nắng không nè. Đi sau cùng hết quý vị. Mới đầu thì chưa cả ấy, hòa thượng rồi dẫn đầu, rồi từ từ mới tới sư cả, tới sư phó, rồi tới các vị sư nào tu trước. Khi nhỏ nhỏ là tu trước thì đi trước, rồi tu sau đi sau. ជួបជុំគ្នានៅរោងមហាសាលដើម្បីប្រសងបតាអនុមោទនាហើយដោយចាប់សពគ្រប់ដល់ការបតាទានអគារថាទិញប៉ុនកុសលហើយបានយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញចូលរួមមកខាងរោងមហាសាលបន្តិចទៀតនោះប៉ុមិនយូរទេប្រហែលជា20នាទីទេប៉ុអញ្ជើញមកជួបជុំគ្នានៅរោងមហាសាលដល់ណៃប៉ុនកងការកុសលឲ្យយើងបានធ្វើហើយនៅកិច្ចចុងក្រោយគឺជាកិច្ចឧទ្ទិសអបន្តកុសលទាំងអម្បាមានោះជូនទៅដល់ពុទ្ធបង្ការី
chân là bò phong dương miền miền a bay đai chỉ đám hay miền nhôm quần bò thì sát chơi tấu mình bàn nâu bàn đầu tiên kia tha từng quan kinh nghiệm nhôm cũng tận ăn tận à miền nhôm sầu sầu mà khang mông tích mà bàn đấy còn luôn nâu miền được xong trang tục nâu khang đi xong miền ca trang ông miền nhôm quay trăm nước sân bán đấy coi nhôm hàng được xong sau mà rót tân yên để mòn bờ sông, ôtê sài cha, bờ thom này cha, bờ chào anh thị cá, mòn lơ ăn sơn nách hàng lớn, ai sầm rập, bờ cạn na cờ bờ ong thì khô xa mà lấy, mòn chỉ chua hàng tráo cái này, mòn chỉ chua hàng tráo, đầm bay, điệp trong bờ đệ, điệp trong sơn lạt thọ ở bàn đỏ, chỉ chua, bà mình cờ tết thật ở tráo, tết tiếp của bà đây phục hàng tráo đâu. À, tại liên chừng ba chừng yết lập tờ trao mà chua tiết chừng bậc ca na xong ông miền tuần đầu ti chỉ ở tây sài cha bên thau miền cha miền cha ở thị cá mòn lợn asana sầm đạp bậc xong tuần bòn sắt thì khô xàm đấy mòn chỉ chua hàng trao cái này chừng sau mình chơi như ta phân bò thì sát càng o nào khẳng cao ấy nữa cũng toàn ăn quân tập kê hạt than vinh anh chơi mong ông quy nó không rô mà hà xa khẳng bôn ở đây khẳng lại ở đây hay bờ ông quy mình o nào không sẽ lại chán nhớ ai bọt chân nào không sẽ lại chán đồng bây sẽ đạp bởi xong bà ta tiên là kia tha anh mô tình nế có ban nhịp nhông phân bò sát ông quy nào không sẽ lại chán có ban đó nhông hay bởi xong ở tư tấu có ban lưu được ở phía đây bộ trông rộng mà hà sáng khách mình ổn bộ nhìn nhông bộ bò sát tràn bay chúa mang công lỡ bay chúa chung này cho gần nàng tính nhất rồi mình cho gần nàng tính nhất rồi mình cử cha khuất lăng lớn rồi cử cha cho ạ thị cá khuất lăng lớn này ạ sản ác lợn nào khăn lớn nó công bay chúa cái này mình công bay chúa bây giờ tụt cái lại nó hàng trăm ơi về về ta ta pro về về ta ta trăng cái này xong mà rồi cái này để mòn lăng lớn chừng cru cha rết cru cha bướn nên cru sâu nên nó nào hàng nát chui đẹp trong một sóng chui đẹp trong một sóng cru vật may vẫn chui đẹp trong một sóng thôi mòn lăng lớn trung mòn lăng lớn qua thao nước nước hoa sơn nó cào nó chua tiếp mòn mòn nó cào mòn mòn đi vô mòn mòn cào thằng đấy nó chua tiếp chơi ta ta nó khẳng cao khẳng cao ai rõ bát hơi bánh bánh nó cứ chơi mà khẳng múc mà cái này cầm ca chụp nó chơi con bà lại mấy ấy nó mà khẳng múc ai cái này cầm ca tài cha bàn chô rút có anh chơi mà không rộng hà xa đây ai bà thà mình ổ tế nó không xa la chăn tiết cái này nó vô đây xa la chăn tràn quý bật chân ta tìm nó một phép á mà làm lễ tổng kinh bởi xong phát ta nó mô tình yên tâm phép cho học sau cổng này các vị sư lớn thì ngồi trên chân kinh tha cách ca nghe quan trầm ran bình chân người rất đông Phật tử tới chung vô ông bà ông bà chia bà sơ văn ông bà nha chào các bạn và bà tấu ông đại dạng ca bay tháng ngày chân chung vô nè đây cầm lăng bong bong tít nè đây chùm nốt đây chùm nốt chân đâu nông bọt còn lại miến xong chui vô tức sắt thôi chui vô tức sắt mau và kênh và xong nó nông rong mà hà xa lắm chùm bong bong đâu thằng nào bằng lực hồ sơn là sạp hay chui vô tức sắt
chú vô thịt xót màu càng lớn. Chúa vô thịt xót màu bà kênh bà xong nâu bà lại rô mà hà xa lắm bố. Chừng bông mặt thằng múc đi, mặt thằng múc múc mặt chú đi đây đó. Mừng thọ hòa thượng rồi xong dây mang tràn tiết chú. Bữa nay là ngày thứ ba ngày là hết à, hết thật này cứ sốt chú đi trong tầm hàng lơ ai bàn bánh xin đó cứ sốt cứ sốt còn phong thì khóc ai cô cha mà lơ mất mà tầm lấy lao mà lơ thuyền. Thế sao chị thầm mây mà đoàn tiết hãy xong chùm riêng đoàn hãy nhịp nhau bút bò rì sát tầng o đại bàn hãy chơi cho ruông rộp bát nông phê bởi liên bình đi bà bàn rộp bát hai hai chọc bà xong hai còn chơi mòn còn cười nông nông rộng mà hà xa còn đôi chìa xùm rốt ế rìa bót nâu lên xà lai chăn cầm tôn an cầu tiết vô nâu cách hàng cao mình tính tiết chọc đòi bò rì bò còn rộp bò phòng dưỡng ba bà bật tàu bay ngay nào tại cần lạc mau được mà mau tiếp chọc á dùng nhìn con phật bò để sát nào chui con pro đòi chọc á xong chúng riêng đón làm cả na cọp ống chia cùi cha nâng ôt tay sơn cha rồi phải chào ati cá mòn lăng asana khang lơ mòn lăng asana khang lơ hay sâm ra phi khu sa mân ế công nằm khang cào cũng cả làm lớn cái này mà cái bài đó to lắm rồi sáng nay nóng cao mà không làm lớn thì chưa lớn asana càng lớn đi chờ mất nào mà đây làm lớn cái bài micro đi cái này mất làm lớn thôi làm lớn mà làm lớn nghe nghe thích cái máy thì mẹ lo sờ lao tôi lo chờ để cô trai chạy trai bị trai nữa bị trai buồn nữa thích mà là nó không đi chạy xăng đây giờ không ai kêu lư đạo là cha ăn mo là cha là ha đây là ha chơi là cha ơi
sao mà kêu lông nó mấy chắc ồ kêu lông chanh mà lương mà kêu hai mình kêu chả khen nó chả khen 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 thằng Úc ra tốt cái chai mình kêu lông cho bị sức trong bàn nó tàm phao mà kêu là hơi đâu hàng chả khen mà hàng lên ở phố rồi nó bán lên ở phố mẹ thật tế đâu để lông thưa cái lông môn thông gian lông ấy ừ, bây giờ làm tâu thơ của rô nâng thơm sâu của rô để con sọ co tức là bạn trao mà bây giờ cho lòng sọ co làm tâu thì một cây nâu lơ chôn một cây nâu cái lông tích chẳng biết lông trao chứ là bây bày rồi hai sọ ống và đừng mà cái lông tích tầm ở đánh thật sạc bày rồi hai giờ chắc tầm tiền ngay thôi là phải hơn chặt khen la mà lớn đi khen lớn đi ý giọt mới đời giờ thằng tiền ngay đâu mà hôm tao là hơi khen hai lần lớn mà khen quá khen gì lớn tao hai trăm khen chua chua cái nào mon mon chua chua xong rồi khen chai bôn nè chua chua cái đồ trong chua xong rồi khen chai như thế cái này đồng tràn vậy nên mà là lớn khen luôn khen cô thắm mới tao to to cao mà con một lai mơ bệnh cây này bằng màn rõ đi này em chơi nhỏ bằng màn rõ phải xong tham màn rõ biển thật bày ngã bằng màn rõ biển màn kênh cực cực hơi mơ thịp cây này nè kênh cực thông muốn đi à chẳng hả màn rõ thịt thế ổng phải xong bây giờ kênh mà rồi phiền bọn bày dốc mà rồi phiền hãy một lúc chơi bông khóa tôi mình thấy đi lại nàng khuy bán chèm khuy ở dưới là chắc lấy chẳng lấy chẳng lấy chẳng lấy thống chỗ luôn nồng màn rồi không bánh chẳng lấy chẳng chỗ luôn dưới nó chốt bán đi thích mà rồi phiền thì nó phải dặn thì mà rồi tiền chạy mà rồi chân nằm lắm tự nhiên chạy dù á mà rồi tiền lắm chưa nhỏ lắm chứ bọn nhận ràng cái chân lắm mà rồi tiền lắm mà rồi chân nằm chạy lắm mà rồi chân nằm lắm mà rồi tiền lắm dì ở cha vài xong rồi còn hai vị nữa là hát thử gì tại chân nằm nào sắp trao sâu thơ thì bàn bị chạy thôi lần một năm có một bàn khoảng một năm có bàn mời dạy ta mời thò xong rồi vô làm ấy xuống đấy sẽ được cái đặt ngày nông cháu ưu an ơi cái nào mà rồi chín năm phải xong cái ao chai mà rồi tiền chai mà rồi chân năm luôn mà chân năm chai bà nó mà tiền luôn hết chân ấy ý lùi đi lùi mềm tè đấy lùi lùi mà đây mà rồi chân năm luôn chai chai dùng nè bà ăn bom già đó vậy quỳ xuống quỳ xưa thân là ta thế xa rừng nên ta hạp anh chàng kia sắc mà na ta tăng ni cha xảy lắng dê cha mẹ tốt thể giam bẹt mẹ giang gần tế quỳ xuống rìa thân là tay thế xa rừng nên ta hạp anh chàng kia sắc mà na ta tăng ni cha sai lang ye chang ya ta te yang pe ya yang ran te we sung we sung ra than na ta ya e saran ne na ta pan cha ka sa ma na ka tang ni cha sai lang ye chang ya
Sai lạ vẹn xe nẹ xa
thu căng ra khi ta bế nê mẹ hân tê xây lên nạ su kẹ tình dân tệ xây lên nẹ phô kẹ sam pa tia xây lên nạ nơ phụ tình dân tệ ta sa ma xây lăng quý sao dạ dê thu sa minh tu kỳ tháng qua răng thom mê yô ca lê tao tu sao thô mỗi con mẹ tốt tiếng mẹ ngang con tóc ngang kênh nà quân tia hàng xong kênh vì thổ tóc ngang xong kênh vô ca lý tao tô sao xong thôi con mẹ tốt tiếng mẹ ngang bởi xa thú ai dê bạn bọn chân bọn mẹ 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 chân dây ta mẹ chân cô con á ai song các bạn mình mà chan thở bôn lại bạn bôn lại bôn nát bạn lâu chan thế ai bôn các bạn phải chân là cô phải chia gạt lại mấy năng lực mà chan mình tay này bay rồi ha sập ông lục dây lục ta mình thấy không nô tiền ngay lục cô phải xong một kênh hoa bát mà rồi phe này lục dây bôn bay dọc buồn thế kênh mà rồi phe nó chạy ra mà rồi chăn nằm ý chạy du mình tay này quay xong ai bạn bôn thằng ông này số anh mô tên nè Ni a chân tay yong a kang ka mê ni a sa ta ni a pro a mang ta mang a sa va ni a cha pi a li a ni a pan da ta na in cha sa cha po chân ni yên lang a ta mang ga la mon ta mang pa de ro pa te sa vi a sa Nhiya sama panay thaja e tamang kalamot tamang piyao sa chan cha sa panh cha sa sa khaita sa piya sa ta cha yiya viya cha e tamang tamang miya ta paita opatan nang pa tatiya sa sangao Chakamanta e tam mang kalamot tam mang tiên nanh cha tha me cha riya cha nhe ta ka nanh Na vay chia ne kam ma ne e tam mang kalamot tam mang an ratay vi ratay Cha sanh ya mo apa ma thoi cha tha me so e tam mang ga la mo tam mang kia ra vo Cha san ta thai cha kho thai nyo ta ka len na tha ma sa van na Ga la mo tam mang khan tay cha sa vi cha sa ta sa ma na nain cha tia sa nang Na tha ma sa kya cha e tam mang ga la mo tam mang ta po cha prama cha re yanh Nitya sa nang na pya na sa cha kya re ya cha e tam mang pa ta sa lo ka thiam me cha ta ya sa na ka pa ta ya sao kang Ê mang ê tam mang ca la mô tam mang ê ta thi sa ni ca thoa Sam pa tha sa thân kia chan thi tan thi Mang ca la mô tam mang ta sa ca thoa pun tha ta nang ho Mang va răng ê thang te va ma no sa niam pa tha te che na sa Nó phá nó vệ sẵn phê tàu ca vô phá sâm anh tà tế sà ca tà vá thâm Nó sà thang vô tâm anh vô răng phá ra lạ hô phá sâm anh nhàn thọ mà tế chên Nó phá nó vệ sẵn phê bia dìa vô phá sâm anh tà tế sà ca tà vá Phật tham mang và răng á hôn ái giang phá hôn ái giang sang khá tay chen á sò Thà vệ sâm phê rô kia vô phạc sâm mên tó tê hôn ái chá vá tá sá Ông thay chen thuê nê rai chân á tê sang vô phạc Ma sa kha che rang ba te yang ka yong
Giờ này buổi lễ cắt thịt xong rồi đó quý vị. Ngã vị sư cũng đi về, Phật tử cũng đi về. Quá đông. Hey, trượt chặt. Thank you.